Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật 18 tháng 3 năm 2018, đến với chương trình VTV hôm nay gồm có hai phần. Phần 1 là tin quan trọng, phần 2 Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình du lịch. Để mở đầu, Thanh Trang xin gửi đến quý vị tin quan trọng cuối tuần. Todd Walters, tư lệnh không quân Hoa Kỳ ở châu Âu và châu Phi hôm thứ năm cho biết. Các cuộc tập trận gần đây cho thấy sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông nói rằng ông không thấy Nga có hành động bất ổn. Phần lớn các cuộc chạm trán với Nga đều không quá nguy hiểm. Walters cho biết Hoa Kỳ đã bố trí F15S, F16S và B52S để yểm trợ cho lực lượng đồng minh. Ông nói sự hậu thuẫn thể hiện sức mạnh không quân Hoa Kỳ và khả năng tương tác trong khi tăng cường thắt chặt quan hệ đồng minh và các đối tác của Hoa Kỳ. Được biết, 4 chiếc F-15 Eagle từ chiến đoàn số 48 RAF Lakenhead, Anh quốc đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài 4 tháng tại Lithuania vào ngày 8 tháng 1 như một phần sứ mệnh của chương trình Boutique Air Policing của NATO. Những chiếc F-15S phi đội thứ 493 Expeditionary Fighter Squadron đã bay khoảng 300 giờ và thực hiện 170 phi vụ hỗ trợ NATO. Walters nói trong thời gian đó, họ đã tuần tra hơn 3.000 giờ và cảnh báo 60 hoạt động bất thường. USAFE đã phối hợp F-15 và F-16 của Mỹ tiến hành 30 chặng đánh, 4 máy bay ném bơm B-52H Stratofortress từ pháo đài 5 thuộc căn cứ không quân Bắc Dakota, cùng với 300 phi công và nhiều thiết bị hỗ trợ, đã được bố trí đến RAF Fairford, Anh Quốc hồi 30 tháng 1. Những chiếc B-52 từ phi đội pháo kích số 23 đã thực hiện 36 phi vụ hỗ trợ lực lượng ném bom đặc nhiệm của US European Command. Walters cho biết họ đã tiến hành phối hợp cùng các đồng minh tham gia đào tạo, nâng cao khả năng tương tác của các máy bay ném bom này. Cũng trong tháng 1, 12 chiếc F-16 và khoảng 300 phi công thuộc chiến đoàn số 180, lực lượng không quân vệ binh quốc gia tiểu bang Ohio đã được gửi đến Estonia để tham gia chiến dịch giải pháp Đại Tây Dương, Operation Atlantis Resolve. 75 phi công khác thuộc chiến đoàn số 52 tại căn cứ không quân Spandahem, Đức cũng đã được triển khai. Walters cũng cho biết C-130 của Dobbins Air Reserve Base, Georgia và Illinois Air National Guard đã được gửi đến Bồ Đào Nha tham gia cuộc diễn tập có tên Ryuthor-18, nhiều chiếc C-130 cũng được gửi đến Ba Lan để tham gia diễn tập tại nước này. 24 chiếc F-15E Strike Eagles và khoảng 300 nhân viên hỗ trợ từ chiến đoàn Lakenheath số 48 cũng đã đến Hy Lạp hồi đầu tháng và tham gia cuộc tập trận New Holes 18. Cuộc tập trận được các nước đồng minh NATO và các quốc gia đối tác phối hợp tổ chức vào ngày 12 tháng 3. Dự kiến cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 3 tới. Trong cuộc gặp gỡ với thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Trump đã tự quyết định bác bỏ các điều khoản cơ bản trong quan hệ thương mại giữa Canada và Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ đang bị thăm hụt thương mại vì Canada, một tuyên bố mâu thuẫn với số liệu thống kê của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó tại một buổi gây quỹ chính trị bí mật tại Missouri, tối thứ tư, ông đùa cợt với các nhà tài trợ rằng Ông không biết thông tin này, ông nói thậm chí tôi còn chả biết về điều đó. Mọi người có thể cảm thấy xấu hổ khi mắc kẹt trong những tình huống như vậy, nhưng đối với vị Tổng thống này thì không. Tổng thống Trump, một người thích nổi bật, tình huống này chỉ càng khiến ông thích thú và tạo cơ hội cho ông phô bài bản thân của chính ông. Tuy nhiên, đây là một trường hợp hiếm, rất ít khi ông thừa nhận ông nói những điều mà ông không rõ. Ông Trump được biết đến như một cựu doanh nhân, và hiện là một chính trị gia có xu hướng tiểu thuyết thay vì nói những chuyện thực tế. Việc kiểm tra các vụ kiện trong lĩnh vực bất động sản cho thấy những tuyên bố không trung thực về sự giàu có của ông. Khi được hỏi tại sao ông lại phóng đại khối tài sản mà ông đã bán ở Las Vegas, ông nói rằng ông không muốn trả lời theo đúng nghĩa đen. Trước khi tranh cử tổng thống, tổng thống Trump tuyên bố Obama sinh ra ở châu Phi và trong suốt chiến dịch tranh cử ông thường có thói quen đưa ra những giả thuyết có âm mưu. Một lần, ông cho biết những người theo khuynh hướng Muslims tại tiểu bang New Jersey đang tổ chức kỷ niệm cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Ông cũng thường làm dùng tài liệu thống kê thương mại và trích dẫn trong các buổi diễn thuyết của mình, ngay cả khi những dự kiện đó không phù hợp với bối cảnh. Phát biểu sau vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse Florida, ông nói nếu ở đó có một người mang súng và biết cách sử dụng, vụ thảm sát đã không xảy ra hoặc chắc chắn sẽ không đến mức tệ hại như vậy. Tuy nhiên, thực tế, câu lạc bộ có một bảo vệ đang trong ca trực và đã bắn trả tay sát thủ. Trong trích dẫn của tờ Washington Post cho biết, trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Trudeau, Tổng thống Trump cho rằng Hoa Kỳ bị thăm hụt thương mại bởi vì dân Canada thông minh hơn Hoa Kỳ. Mueller gửi trác yêu cầu tập đoàn Trump Organization trao nộp tài liệu liên quan đến Nga dẫn lời hai chuyên gia được báo cáo cho biết ông Robert Mueller đã ra trát yêu cầu tập đoàn Trump Organization trao nộp các hồ sơ liên quan đến Nga. Đây là lệnh đầu tiên của công tố viên đặc biệt trực tiếp yêu cầu giao các hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng thống Trump. Trong bối cảnh Mueller ngày càng nỗ lực tập trung làm sáng tỏ nghi án nga can thiệp bầu cử năm 2016, phạm vi hiệu lực lệnh này không rõ ràng và cũng không rõ nguyên nhân vì sao ông mueller lại ban hành trát này thay vì chỉ đơn giản yêu cầu công ty trump giao nộp các tài liệu liên quan trát đòi cho thấy cuộc điều tra vẫn còn kéo dài ít nhất thêm vài tháng nữa mặc dù các luật sư của trump thường khẳng định cuộc điều tra sẽ sớm kết thúc trát đòi được đưa ra khi mueller đang mở rộng cuộc điều tra về các dòng tiền nước ngoài tài trợ cho các hoạt động chính trị của ông trump trong những tuần gần đây, điều tra viên của ông Mueller đã thẩm vấn các nhân chứng, bao gồm cả cố vấn của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, về việc du nhập tiền từ UAE vào Mỹ. Ông Mueller đã truy tố 13 người Nga và 3 công ty dính dáng đến cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Chính quyền Trump hôm thứ Năm cũng đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow. Tập đoàn Trump Organization thường tuân thủ lệnh của các điều tra viên quốc hội và không có dấu hiệu cho thấy công ty sẽ chống lại lệnh đòi của ông Mueller. Ilan Futerfast, luật sư đại diện cho Trump Organization nói, "Từ tháng 7 năm 2017, chúng tôi đã công khai tuyên bố Trump Organization sẽ hợp tác, đáp ứng các yêu cầu của công tố viên đặc biệt. Đây là tin cũ, chúng tôi vẫn đang hợp tác với cuộc điều tra của ông Mueller." McCain kêu gọi NATO phối hợp đáp trả Moscow trong vụ đầu độc cựu điệp viên nga. Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi Hoa Kỳ phối hợp NATO đáp trả Moscow với cáo buộc nga đầu độc cựu gián điệp Moscow tại Anh. Hai thượng nghị sĩ Gop, Ben Sasse, Nebraska và John McCain, Arizona đã viết một lá thư vào hôm thứ Năm ghi rằng đáng buồn thay, cuộc đầu độc sẽ chẳng phải là lần cuối cùng. Nga cố gắng bịt miệng những người công khai lên án chế độ Vladimir Putin. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ phải dẫn đầu các phản ứng đáp trả và phối hợp với các đồng minh NATO thực hiện. Chúng ta nên cẩn thận trước các hành động thô bạo tiếp theo của Nga chống lại các đồng minh và hệ thống chuẩn mực quốc tế. Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện và SAS dựa trên Điều 4 NATO kêu gọi các nước đồng minh mở một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương. Lá thư đã được gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan và Mike Pompeo, Giám đốc CIA, người đang được bổ nhiệm cho vị trí Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, Anh, Đức và Pháp hôm thứ Năm đã đưa ra một tuyên bố chung, cáo buộc Nga sử dụng một điệp viên quân sự cấp cao, đầu độc cựu gián điệp Nga ông Sergei Skripal và con gái cô Julia hồi tháng 3 vừa qua. Tuyên bố mô tả cuộc tấn công xảy ra trên lãnh thổ nước Anh, ông Skripal được điều trị tại bệnh viện, đang trong tình trạng nguy kịch. Anh quốc đã đáp trả lại vụ tấn công bằng cách trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. NATO tuyên bố sẽ ủng hộ Anh quốc. Hôm thứ Năm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quân đồng minh sẽ hỗ trợ Anh quốc và sẵn sàng đáp ứng khi được yêu cầu. Ông nói, tôi nghĩ quan trọng nhất là sự ủng hộ chính trị Anh quốc. Điều này gửi một thông điệp rõ ràng rằng nước Anh không cô độc, chúng tôi ủng hộ họ. Tuy nhiên, Stoltenberg lưu ý, Anh quốc đã không viện dẫn điều năm, ghi nhận. Cuộc tấn công vào một nước thành viên NATO là cuộc tấn công vào tất cả quân đồng minh. Điều năm chỉ được viện dẫn một lần, sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Thanh Trang kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.